một cô con dâu thôi mà hư đốn, cãi mẹ cứ nhem nhẻm ấy. Bi sẽ là vợ mới của tôi và sẽ là chủ của ngôi nhà này, cả đứa con trai trong bụng của tôi nữa. Tốt nhất cô biến ra khỏi nhà tôi đi cho tôi đỡ ngứa mắt. Cô là mẹ tôi đấy à, mà bắt tôi phải nhẹ nhàng với cô. Đồ hồ ly tinh. Sự thật gì? Cô cút ra khỏi nhà tôi đi. Cô lau cái nhà tôi mà cũng không xong. Cô lau thì cô phải để nó gọn gọn vào chứ. Cô để trình hình ra như thế này, cô định bẫy người khác đấy hả? Kìa mẹ, con để ở đây trước rồi. Là do mẹ đi, mẹ mải bấm điện thoại nên là không để ý đấy chứ. Có mỗi một cô con dâu thôi mà hư đốn, cãi mẹ cứ nhem nhẻm ấy. Ôi, chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ được cái ăn hại là giỏi thôi. Sao mẹ nói con như thế? Mà này, tôi cũng đã nói rồi đấy nhá, tôi rước dâu về cái nhà này là để kiếm con kiếm cháu. Vậy mà mấy năm nay rồi chẳng thấy cháu đích tôn của tôi tăm hơi đâu cả. Ôi, đúng là cái đồ vô tích sự. Tốt nhất cô biến ra khỏi nhà tôi đi cho tôi đỡ ngứa mắt. Này, cô làm vợ kiểu gì đấy à? Có làm được không? Có mỗi cái việc lau dọn nhà cửa làm cũng không xong. Anh, sao anh vừa về mà đã nặng lời với em như vậy rồi? Mẹ đã vừa mắng em rồi đấy. Cô là mẹ tôi đấy à? Mà bắt tôi phải nhẹ nhàng với cô. Mà cô không cẩn thận ấy, tôi trả cô về nơi sản xuất đấy. Anh, sao bây giờ anh lại khác trước như vậy chứ? Còn cả mẹ nữa, ngày xưa hai người đâu có đối xử với em như vậy. Ăn đi con, ăn đi cho nó nóng. Sáng nay mẹ vừa đi chợ, mua toàn đồ tươi đấy con ạ. Mẹ ơi, từ ngày mai mẹ cứ nghỉ ngơi đi, để con dạy con đi chợ. Chứ mẹ không cần phải dậy sớm, rồi lại nấu sẵn đồ ăn cho bọn con như thế này đâu. Mẹ già rồi, ngủ được nhiều nữa đâu. Hai đứa còn trẻ cứ nghỉ ngơi đi. À Tài này, hôm nay là ngày cuối tuần, con chở vợ con đi xem phim, hay là đưa nó đi đâu đó cho nó chơi thoải mái. Chứ nó làm việc cả tuần nay rồi. Này, làm việc nhà là cũng mệt phết đấy nhá. Mẹ, mẹ cứ làm như thế, người ta nhìn vào lại cứ tưởng cha mày là con đẻ của mẹ nó chết đấy. Ừ, anh lại giở cái trò tị nạnh ra đây hả? Tôi lại phạt cho bây giờ chứ đấy. Dạ, mẹ, cơm đi ạ. Ăn đi, ăn đi con. Ôi thôi kệ mẹ, con ăn đi, con ăn. Tại sao hai người lại đối xử phũng phàng với em như vậy chứ? Con cũng đến với mình rồi. Biết được tin này chắc anh ta hẳn vui lắm đấy. Mình báo cho anh ấy ngay mới được. Anh, chuyện này là như thế nào? Cô mù đúng không? Cô không nhìn thấy gì à? Tôi giới thiệu với cô nhé. Đây là Bi, là người yêu mới của tôi. Trông cô quê mùa, xấu xí như thế này, bảo sao mà anh Tài không chán cô là phải thôi. Cô ăn nói cho nó cẩn thận, nếu không tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà đấy. Cô im đi, cô không còn cái quyền gì để mà lên tiếng ở cái nhà này. Tôi tuyên bố với cô luôn này, từ bây giờ Bi sẽ là vợ mới của tôi và sẽ là chủ của ngôi nhà này. Còn cô, cút ra khỏi đây. Anh nói cái gì? Cô bây giờ ấy chỉ là kẻ vứt đi thôi, còn tôi mới là vợ của anh ấy.
kể cả đứa con trai trong bụng của tôi nữa. Thế nào nó cũng là cháu đích tôn của cái nhà này thôi. Còn cái ngữ gà điếc như cô ấy, không có chỗ đứng trong cái nhà này đâu. Cô có hiểu không? Cô đồ lý tinh. Này, cô im đi nhá. Không được nói con dâu vàng của tôi như vậy. Con ngồi xuống nghỉ ngơi. Đứng nhiều như thế này là hại rồi. Cháu đích tôn của mẹ lắm đấy. Em cứ nghỉ ngơi đi, không phải bận tâm gì đến cô ta đâu. Cô cút đi rồi đấy. Đúng là mình không xinh như cô ta, mình không trắng như cô ta, nhưng đấy đâu phải là tất cả. Chẳng nhẽ đàn ông bây giờ chỉ thích gái xinh, gái trắng thôi hay sao? Được, đã vậy tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận vì đã bỏ rơi tôi. Sản phẩm sử dụng hiệu quả với mọi lứa tuổi, mọi làn da, có công dụng chống lão hóa, hạn chế nếp nhăn, tình trạng chảy xệ của da, tăng sinh collagen, tái tạo da bị bào mòn, hư tổn và cung cấp vitamin cho da, giảm tình trạng da sạm, nám, tàn nhang, nổi mồn. Ngoài ra còn giữ da trắng sáng, mịn màng và thu nhỏ lỗ chân lông nữa. Chào cô, tôi là giám đốc của công ty. Cô là... Cô không nhận ra tôi hay sao? Dạo này cô khác quá. Cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều đấy. Thật ra mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Cô biết tôi nghĩ gì hay sao mà cô lại nói như vậy? Tôi không phải là con giáp thứ 13, lại càng không phải là một người mà đi xen vào chuyện tình cảm và gia đình người khác đâu. Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, cho đến tận bây giờ cô vẫn không nhận ra mình là người sai à? Tất cả mọi chuyện là đều do kế hoạch của anh Tài hết đấy. Kế hoạch? Tôi là bạn thân của Tài, nhưng mà tôi ở nước ngoài nhiều năm nên là chắc cô không biết tôi nhỉ. Thật ra ngay từ đầu ấy, tôi đã bị Tài lừa là do cô phản bội nhưng không chịu ly hôn.
Vì thế mà Tài mới lập ra kế hoạch này để nhờ tôi bắt cô phải ra đi. Tài cũng biết tôi là một người không thích sự sai trái, nên ngay từ đầu đã không nói sự thật với tôi. Nhưng sau mãi một thời gian tôi mới biết là Tài có chuyện. Vì thế mà Tài mới không muốn cho cô chịu khổ cùng Tài, nên đã dàn dựng ra tất cả mọi chuyện để cô có thể ra đi một cách dễ dàng hơn đấy. Cô nói gì? Cô vừa nói cái gì? Tôi không hiểu. Thật ra mẹ chồng của cô rất yêu thương cô, kể cả Tài cũng thế. Từ khi mà cô đi ấy, Tài sống trong cảnh đau đớn và dằn vặt. Mẹ chồng của cô thì mắc bệnh đãng trí của người già. Cùng lúc đấy thì Tài làm ăn thất bát, bị bạn bè lừa đến gần chục tỷ. Tài không muốn làm cô khổ, vì thế mà đã lập ra kế hoạch đấy đấy. Cô đang nói đùa tôi có đúng không? Thật ra tôi không đùa cô đâu. Hiện tại mẹ chồng của cô mắc bệnh đãng trí, nhớ nhớ quên quên. Tất cả việc đi chăm sóc mẹ chồng của cô cũng một tay anh Tài phải làm. Mà Tài bây giờ thì không có công việc đàng hoàng. Lúc thì làm xe ôm, lúc thì làm phụ hồ để kiếm tiền chăm sóc mẹ chồng của cô. Thật ra tôi biết Tài vẫn còn yêu cô rất nhiều, nhưng mà Tài không muốn làm khổ cô. Tôi chỉ muốn nói để cô có thể biết hết tất cả sự thật thôi. Tại sao? Tại sao anh ấy phải làm việc này cơ chứ? Của mẹ đây mà. Không, cậu không phải là con trai tôi. Con trai tôi nó đẹp trai, nó lịch lãm chứ nó đâu có xấu xấu bẩn bẩn như cậu này đâu. Cậu đi đi mẹ. Thả tôi ra chứ tôi về với con trai tôi này. Mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Con là Tài, là con trai của mẹ đây. Mẹ luôn tự hào đây. Mẹ nhìn kỹ lại xem có đúng con là con trai của mẹ không. Con trai của mẹ ở đây mà. Đúng con trai của mẹ rồi. Mẹ uống thuốc đi ạ. Anh, cô tới đây để làm gì đấy? Cô đi ra khỏi nhà tôi, đừng để vợ tôi nhìn thấy mặt cô. Anh, em biết hết sự thật rồi. Sự thật gì? Cô cút ra khỏi nhà tôi đi. Cái thằng oắt con này, sao lại dám đuổi con dâu của mẹ chứ? Chàng ơi, con ngồi xuống đây ấy. Con có biết mẹ nhớ con như thế nào không? Mẹ ơi, mẹ vẫn nhận ra con à? Sao mẹ lại không nhận ra? Con dâu của mẹ mà con. Con đi làm có mệt lắm không con? Sức khỏe của mẹ dạo này thế nào rồi ạ? Mẹ khỏe lắm. Con về đây với mẹ là mẹ vui lắm rồi. Con có biết không? Thằng Tài ấy, nó toàn khóc vì nhớ con thôi. Con ngồi đây với thằng Tài nhá. Để mẹ xuống, mẹ gọt táo cho con ăn nhá. Để mẹ xuống mẹ gọt táo nhá. Mẹ, cô đi đi. Bây giờ tôi đã có cuộc sống riêng, tôi đã có gia đình riêng rồi. Hơn nữa mẹ tôi bị lận thật như thế thôi, nhớ nhớ quên quên chứ không có ý gì đâu. Anh, hôm nay em đã gặp Y, người mà trước đây anh từng giới thiệu là nhân tình. Tại sao anh lại lừa dối em như vậy? Tại sao anh lại dựng lên một vở kịch và đẩy em ra khỏi cuộc đời anh như thế? Bị cũng đã nói với em về bệnh tình của mẹ và về công việc làm ăn của anh nữa. Anh cũng biết em đâu phải loại người ham giàu gì. Chỉ cần có anh thôi thì em sống như thế nào cũng được. Tại sao anh lại đuổi em đi? Tại anh không có em khổ. Anh là một kẻ bất tài. Anh đã không mang được hạnh phúc cho em, thì tại sao anh bắt em phải chịu khổ của anh cơ chứ? Anh đừng có
nói như thế. Bây giờ em đã biết tất cả mọi việc rồi. Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Không. Anh không muốn em phải chịu khổ với anh thêm nữa. Nhưng em cần anh. Còn cả con của chúng ta nữa, nó cũng cần có anh. Con của chúng ta? Đúng vậy. Trước khi rời khỏi nhà, em đã có thai rồi. Vốn dĩ em định tạo bất ngờ cho anh, nhưng mà vì vọng kịch của anh. Mà thôi, dù sao bây giờ em với anh cũng hóa giải hiểu lầm rồi. Anh có thể vì con là em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Bây giờ sự nghiệp, tiền bạc, em đều có. Em chỉ thiếu mỗi anh thôi. Em vẫn muốn bắt đầu lại từ đầu với anh. Em tha lỗi cho anh á? Tất nhiên rồi. Điều kỳ diệu mang tên